Bản tin Thanh Hải Vô Thượng Sư số 165. Sư phụ khai thị lực lượng tu hành mang thịnh vượng về cho đất nước. Cho nên, từ thời xa xưa, những chính phủ tốt và có trí huệ luôn mang lại cho người dân sự thịnh vượng và hạnh phúc. Để đáp lại, người dân kính trọng họ, đó là điều khiến cho quốc gia hòa bình, thịnh vượng. Chúng ta không cần dùng súng ống hay sức mạnh gì cả, chỉ cho nhau tình thương và lòng kính trọng thì đất nước sẽ nở hoa. Nhưng phải có những người có trí huệ để trị quốc và phải có những công dân có trí huệ để chấp nhận một nhà lãnh đạo thông thái để hai bên chung sức với nhau đưa quốc gia vào hạng nhất, nhì thế giới. Ai cũng có lúc lỗi lầm hoặc đôi khi làm những điều mà chúng ta không thích, nhưng không sao. Chúng ta nhiều khi cũng làm lỗi nhiều lắm, nhưng chúng ta sửa đổi, làm cho khá hơn bằng cách tu thiền, bằng cách duy trì đạo đức và tuân theo luật lệ thiên nhiên. Hơn nữa, bằng cách giữ gìn đạo đức trong gia đình và cố gắng tiến bộ về tâm linh, chúng ta ngày càng đóng góp nhiều thêm cho nền phát triển và hòa bình của đất nước. Trong trường hợp đó, chúng ta sẽ mỗi ngày mỗi tốt hơn, vì chúng ta đã có tiêu chuẩn cao rồi. Những người sống một cuộc đời với tiêu chuẩn và kỷ luật cao, ít nhiều gì cũng đã là những người đạo tâm cao. Chính phủ cũng vậy, nếu hiểu biết và có lòng nhân, yêu thương dân chúng và thật tình hết lòng vì tổ quốc, tức là ít nhiều gì cũng rất có đạo tâm. Có thể những người cầm quyền này từ tinh cầu cao hơn xuống đây, nên họ đã có sẵn tình thương và trí huệ bên trong, để mà tới đây chỉ để giúp dân, cho nên họ cũng là thánh ở một mức độ nào đó. Nếu quý vị cũng hiểu điều này và phối hợp làm quốc gia giàu mạnh qua kỷ luật và đạo đức, thì quý vị cũng là thánh nhân ở một mức độ nào đó, hoặc là người có đạo tâm cao. Dù trước khi gặp tôi, dù trước khi quý vị tu pháp môn ánh sáng và âm thanh, quý vị đã có đạo tâm rồi. Nhưng bắt đầu từ đẳng cấp tâm linh cao, chúng ta sẽ tiến bộ lẹ hơn bất cứ quốc gia nào khác hoặc một giống người nào khác. Thành ra chỉ có tiền bạc, quyền năng thôi không đủ tốt. Nếu chúng ta có lực lượng tâm linh nữa thì mới là hoàn toàn. Như vậy mãn nguyện hơn và lâu dài hơn. Giáo lý chọn lọc. Khai mở đón nhận ân điển của Thượng Đế, nâng cao tâm thức của một quốc gia. Điều gì làm cho một quốc gia có tâm thức cao hơn một quốc gia khác? Trước tiên, chính phủ phải sáng suốt, phải để cho những ảnh hưởng tốt đến với đất nước mình và chịu học hỏi và hy sinh cho người dân. Họ nên chỉ cho người dân thấy những tấm gương tốt, học hỏi từ những người thông thái và phát triển trí huệ của chính họ một cách thông suốt. Bởi thế, từ ngàn xưa, từ mấy ngàn năm trước, những vị minh quân đều được dân chúng tôn sùng và mọi người kính mến. Tên tuổi họ đã khắc sâu vào tâm hồn của vũ trụ. Nếu một thế hệ cai trị tốt thì người dân cảm thấy tự do, tự tại hơn. Họ nhìn vào giá trị của đời sống cao hơn bởi vì khía cạnh vật chất đã được thỏa mãn, vấn đề an sinh của họ đã được trông nom. Sáng suốt mang lại rất nhiều lợi ích hơn là chỉ lo cho dân về vật chất. Nhưng đó là một trong những điểm khởi đầu. Rồi khi chúng ta khai mở đón nhận đủ thứ ảnh hưởng tốt, trí huệ sẽ đến với đất nước mình, ân phước sẽ tuôn chảy vào quốc gia mình. Chúng ta sẽ cảm thấy càng ngày càng sung sướng hơn bởi vì người dân đoàn kết và đồng tâm phát triển xứ sở và gia trì cho tổ quốc. Trong một số nước, chính sách quá khắc nghiệt nên ngay cả những người thông thái và những người lương thiện cũng khó mà giàu, bởi vì họ sợ tội ác, vân vân. Họ cũng hạn chế đối với những bậc hiền nhân hay những người thánh thiện. Rồi cho dù quốc gia mình có phát triển rất nhiều về phương diện vật chất, chúng ta cũng khó mà giữ lâu được bởi vì chúng ta thiếu sự gia trì từ Thượng Đế. Khai ngộ là sự cần thiết cho sự tiến bộ của nhân loại. Thời đại của thế giới chúng ta đã thay đổi, và chúng ta đang bắt đầu sống trong một bầu không khí khác, nơi mà nhiều người sẽ được khai ngộ và hòa bình sẽ đến với nhân loại. Hãy cùng hy vọng rằng trong thế hệ tương lai, tất cả những nhà lãnh đạo của địa cầu
sẽ không trị gì với dục khí, mà với trí huệ và tình thương, bởi vì tất cả đều là huynh đệ. Quốc gia khác nhau là những căn phòng khác nhau mà cả gia đình có quyền chia sẻ với nhau, cùng sống chung hòa thuận. Khi nào mà phần đông chúng ta còn chưa khai ngộ và không dùng trí huệ siêu phàm bên trong mình để chăm lo cho thế giới và làm mọi việc, dù là lớn hay nhỏ, thì thế giới chúng ta cũng không trở thành như chúng ta mơ ước hoặc mong cầu. Vì thế, tương lai của thế giới nằm trong tay chúng ta, không phải chỉ trong tay của những nhân vật chính trị của một đại quốc nào. Xin nhớ rằng ngay cả nếu có một vị minh quân trị vì cả tinh cầu, với trí huệ vĩ đại như là vua Solomon hay vua David của thời xưa, nếu mà cả khối dân tộc đều ngụp lặn trong vô minh, thì ông ta cũng không làm gì được nhiều. Tại vì trong thời đại này, nhiều người đã trở nên khai ngộ và dùng trí huệ của họ để gia trì cho thế giới hay khai trí cho láng giềng của mình. Một người sẽ dẫn đến những người khác, và không bao lâu sẽ càng nhiều hơn nữa. Rồi phần đông người sẽ sống trong trí huệ của quyền thừa kế của mình và dùng nó để gia trì cho thế giới, biến thế giới thành một thiên đàng. Còn không, không cần biết chúng ta cố gắng bao nhiêu với kiến thức sách vở hàng hẹp của mình hay kinh nghiệm trong ngành nghề của mình, chúng ta chỉ có thể phụng sự một số lượng rất nhỏ cho nhân loại mà thôi. Tìm tình thương Thượng Đế là tìm về nguồn cội của tất cả hạnh phúc. Thượng Đế đã ban cho chúng ta rất nhiều ân điển. Ngài rất yêu thương chúng ta, kể cả chính tôi là người phụng sự khiêm nhường của Ngài. Thượng Đế đã gia trì cho tôi để được vinh dự phụng sự quý vị, những con cái của Ngài. Thượng Đế đã gia trì cho chúng ta để thường xuyên gặp nhau trong bình an và hòa hợp. Bất cứ điều gì chúng ta muốn hoặc cần thiết, Ngài luôn luôn ban cho mà không cần chúng ta đòi hỏi. Vì vậy, trong tâm chúng ta phải luôn luôn cảm tạ Thượng Đế đã đối xử rất từ ái, và chúng ta phải luôn luôn thành tâm cầu nguyện cho những kẻ không được may mắn như mình. Mỗi lần thiền, chúng ta nên cảm ơn Thượng Đế trước, cầu nguyện cho những người bất hạnh và nhớ đến Thượng Đế trong một cảm giác ngọt ngào và một tinh thần cống hiến. Và đó là bổn phận của chúng ta, rất đơn giản, tinh khiết và rất hữu hiệu. Tất cả mọi thứ khác sẽ đến mà không cần đòi hỏi. Càng thiền, chúng ta càng ít thắc mắc, và một số câu hỏi thậm chí cũng không còn quan trọng nữa. Sau khi thiền, chúng ta biết rằng không có điều gì quan trọng. Chúng ta chỉ cảm thấy sung sướng và hạnh phúc. Và khi chúng ta sung sướng và hạnh phúc, không có điều gì đáng quan tâm. Vì vậy, chúng ta sẽ không suy nghĩ quá nhiều bằng đầu óc, không hỏi quá nhiều những câu hỏi rác rến, bởi vì chúng ta biết đây là những điều vô dụng. Càng hạnh phúc và sung sướng, bên trong chúng ta càng cảm thấy ngây ngất và thật sự không còn thắc mắc gì. Chúng ta không màng nữa. Cho dù chúng ta không biết gì nhiều về cuốn phim mới nhất hay kỹ thuật mới nhất, hoặc sáng chế hay tòa nhà mới nhất trên thế giới, chúng ta vẫn không bị bất cứ điều gì ảnh hưởng. Chúng ta chỉ hạnh phúc với tình thương từ Thượng Đế mà thôi. Đó là mục đích của cuộc đời, để tìm lại tình thương này, rồi chúng ta sẽ mãn nguyện. Không có tình thương này từ Thượng Đế, chúng ta sẽ cảm thấy đau khổ và sẽ tiếp tục luôn luôn ngày càng đau khổ. Rồi chúng ta cứ muốn hết điều này đến điều khác, tham lam, chiếm đoạt hết cái này đến cái khác, dùng đủ loại thuốc nguy hiểm và đôi khi dùng rượu và những thứ khác để làm mình hạnh phúc. Nhưng rồi chúng ta càng trở nên tệ hơn, càng vướng nhiều rắc rối hơn, bởi vì chúng ta không có niềm hạnh phúc chân thật. Đó là lý do tại sao chúng ta phải thiền quán Thượng Đế. Nhưng cho dù chúng ta không thể làm được như vậy, lực lượng của Minh Sư luôn luôn đưa đến một người nào đó, một sứ giả để hướng dẫn, để giúp chúng ta nhớ làm cách nào để thiền quán Thượng Đế một cách đúng đắn. Bằng không, nếu chúng ta thiền về tiền bạc hay bạn gái, bạn trai, nó cũng là thiền, nhưng có một hiệu quả khác, xấu hơn. Nhiều người thiền về những đề tài khác nhau, thí dụ như
người thương gia thiền về việc kinh doanh của họ, người chính trị gia thiền về danh vọng, nghề nghiệp, và người thích phụ nữ thiền về gái đẹp. Tất cả đều là những đề tài tập trung khác nhau. Chúng ta đã có sự tập trung rồi, chỉ cần thay đổi đề tài quán tưởng của mình. Thay vì thiền vào những thứ vô thường như tiền bạc, danh vọng hay những thú vui thoáng qua của thế giới này, chúng ta chỉ cần chuyển sang thiền quán Thượng Đế, rồi tất cả mọi thứ khác sẽ đến. Tôi không đến với Thượng Đế vì tiền bạc hay danh vọng, nhưng bởi vì tôi luôn luôn tập trung về Thượng Đế, Ngài cho tôi tất cả mọi thứ. Và đó là bằng chứng về sự tập trung của tôi. Đó là bằng chứng về sự dâng hiến của tôi cho Thượng Đế. Và là bằng chứng cho quý vị hay bất cứ ai mà quý vị biết. Hãy tìm thiên quốc của Thượng Đế trước, rồi tất cả mọi thứ khác sẽ được cộng thêm vào. Khi chúng ta thật sự muốn Thượng Đế và không điều gì khác, tất cả mọi thứ khác sẽ thuộc về chúng ta. Đây là điều chắc chắn, 100% chính xác, và bản thân tôi là bằng chứng bằng xương bằng thịt. Tôi luôn luôn hạnh phúc bởi vì Thượng Đế luôn luôn chăm sóc tôi và không bao giờ để tôi phải ước ao thứ gì mà tôi thật sự nghĩ là cần thiết hay không có. Khi thiền càng lúc càng nhiều hơn, cuối cùng chúng ta sẽ nhận ra rằng mình không cần điều gì cả. Nhưng cho dù chúng ta không cần thứ gì, Thượng Đế vẫn chăm sóc để chúng ta có được tất cả những thứ cần thiết trong đời. Và khi quý vị thiền mỗi ngày, quý vị cũng nhận ra phép lạ này. Mỗi ngày là một phép lạ cho chúng ta. Chúng ta càng hạnh phúc và hạnh phúc hơn, và có tình thương hơn mỗi ngày. Đó là món quà quý giá nhất từ Thượng Đế, khiến cho chúng ta hạnh phúc và thương yêu hơn mỗi ngày. Và nếu Ngài cho chúng ta ân phúc về tài chánh, điều này cũng tốt. Nếu Ngài ban cho chúng ta một quan hệ tình cảm yêu thương, điều này cũng tốt. Nếu Ngài cho chúng ta căn nhà hay thêm xe cộ, chúng ta cũng chấp nhận. Tất cả mọi thứ đến như một món quà của Thượng Đế đều tốt. Chúng ta không nói, Thượng Đế, con không muốn những thứ vật chất. Đó không phải là điều con muốn. Bất cứ gì Ngài cho chúng ta đều tốt. Chúng ta có thể chia sẻ và chia sẻ với tất cả mọi người. Điều này cũng tốt. Đó là cách mà thế giới trở thành thiên đàng. Nếu tất cả mọi người chia sẻ lẫn nhau, tất cả sẽ trở nên hạnh phúc hơn. Rồi không ai muốn trộm cắp của người láng giềng hay làm hại người hàng xóm, hoặc làm bất cứ điều gì khác, bởi vì tất cả mọi người đều đã có hạnh phúc. Đó là diễn ảnh tương lai của tinh cầu chúng ta, và đó là điều chúng ta nên luôn luôn cố gắng đạt đến. Một ngày nào đó sẽ như vậy, chúng ta hãy cầu nguyện cho ngày này. Và nếu không được như vậy, ít nhất thế giới trong môi trường riêng của chúng ta sẽ được bình an, hạnh phúc và hòa thuận. Thế giới và hành tinh của chúng ta, cùng với chồng, vợ, láng giềng và con cái, sẽ luôn luôn hạnh phúc, vui sướng và hòa thuận. Đó là thế giới quan trọng đối với chúng ta, bởi vì thế giới của chúng ta là nền tảng quan trọng nhất. Không có thế giới của chúng ta thì thế giới lớn hay thậm chí toàn vũ trụ cũng không hiện hữu. Chỉ thiếu một viên gạch trên tường trong phòng này, bức tường sẽ không thể hiện hữu. Bức tường đứng vững do nhiều viên gạch hợp lại, vì vậy mỗi viên gạch đều quan trọng. Tương tự vậy, thế giới nhỏ bé của chúng ta, đơn vị nhỏ của gia đình hay bằng hữu hoặc láng giềng đều rất quan trọng. Đó là lý do tại sao nếu mỗi người chúng ta chăm sóc thế giới nhỏ bé của mình, thì thế giới lớn tự nó sẽ trở nên hòa bình. Sư phụ kể chuyện cách trị quốc hay nhất. Triều nhà Tống thời cổ Trung Hoa có vị học giả tên Huệ Án, là người tu hành nhiều trí huệ. Một hôm, ông đến bái kiến Tống Khang Dương. Nhà vua nhiệt tình tiếp đãi ông và lập tức hỏi: "Trẫm chỉ thích những kẻ dũng cảm, có vũ lực và tài chiến đấu. Trẫm không thích những người giản nhân nghĩa đạo đức. Có điều gì học giả muốn chỉ giáo không?" Tống Khang Dương nói rõ là nhà vua chỉ thích vũ lực và không thích chuyện đạo đức. Vậy còn chuyện gì để nói với nhà vua? Tuy nhiên vẫn có người đến thăm một nhà cai trị như vậy.
Cổ nhân quả có lòng kiên nhẫn, tôi sẽ không đến thăm những người như vậy. Quý vị có đến bái kiến họ không? Tôi thì không. Tôi không đủ kiên nhẫn. Tuy nhiên nhà vua vẫn hỏi, học giả có thể chỉ giáo cho trẫm điều gì? Có lẽ chúng ta nên cho nhà vua một quyển bí quyết tức khắc khai ngộ. Mọi người cười. Huệ Án nói, tại hạ có thần thông. Với thần thông này không cần biết kẻ thù là ai, đao kiếm của họ không thể đâm thủng qua người. Và không cần biết là họ dũng mãnh đến đâu, họ cũng không thể chạm đến ngài. Đại Dương có thích thần thông này chăng? Tống Dương trả lời, chà, thích chứ, rất thích, trẫm rất thích thần thông này. Kế tiếp, Huệ Án càng dụ dỗ nhà vua, nói rằng, dù đao kiếm của họ không thể đâm xuyên qua người, tuy nhiên Đại Dương vẫn bị vũ nhục. Như vậy cũng không hay. Sư phụ bình luận, đầu tiên Huệ Án dùng tiểu thần thông để hấp dẫn Tống Dương, sau đó mới giảng đạo lý cao. Hạ thần còn có một thần thông khác, khiến cho kẻ thù, dù dũng cảm đến đâu, khi gặp vẫn không dám dùng đao kiếm chạm đến bệ hạ. Thần thông này còn hay hơn, Đại Dương thích chăng? Dĩ nhiên là Tống Dương rất hoan hỷ. Huệ Án tiếp tục, tuy rằng không dám nhưng không có nghĩa là họ không muốn hại Đại Dương. Có thể là họ muốn hại Đại Dương nhưng không dám. Thần còn một thần thông khác, thậm chí có thể khiến họ mất đi ý tưởng muốn hại Đại Dương. Đại Dương có thích thần thông này chăng? Quý vị có thích không? Sao quý vị im lặng quá? Sư phụ và mọi người cười. Tôi không có loại thần thông này, nên đừng kỳ vọng gì ở tôi. Tôi chỉ có một chiêu là pháp môn Quán Âm. Dĩ nhiên, nhà vua hết sức hoan hỷ nên trả lời. Thích chứ, xin giảng thêm, xin giảng thêm. Huệ Án mới nói, bây giờ dù rằng họ không có ý muốn hại hay giết Đại Dương, điều này không có nghĩa là họ kính trọng hoặc hăng hái muốn giúp ngài. Tại hạ có một thần thông nữa, không những khiến cho họ mất đi ý tưởng muốn hại hoặc giết Đại Dương, thêm vào đó còn kính trọng và giúp đỡ Đại Dương nữa. Đại Dương có thích chăng? Ái chà, Tấm Khang Dương hầu như chịu không nổi. Nhà vua dường như không ngồi yên nổi, mà muốn chạy xuống bắt tay Huệ Án. Nhà vua nói, xin nói mau, nói mau. Huệ Án nói, tại hạ có một thứ thần thông khiến cho tất cả người nam kẻ nữ, khi thấy Đại Dương chắc chắn sẽ hăng hái muốn giúp ngài, và trong tâm họ nhất định bội phục ngài. Vì vậy, Đại Dương không những đã có vũ lực, mà còn là Hiền Dương và Minh Dương nữa. Tại hạ nghĩ thần thông này mới thật là cao đẳng, chắc chắn là Đại Dương sẽ thích thần thông này. Dĩ nhiên Tống Dương nói, phải, quả nhân rất thích nó. Cuối cùng Huệ Án mới tiết lộ, Đại Dương nên biết rằng thần thông này là của Khổng Tử và Mặc Tử. Hãy xem Khổng Tử và Mặc Tử, tuy rằng không cai trị một nước và không có nhiều tài sản, nhưng các ngài vẫn là vua. Các vị đại gia hết sức kính trọng họ, tất cả mọi người đều khâm phục và yêu mến các ngài. Sư phụ giải thích, Huệ Án ý nói vị vua trong tâm của mọi người, không cần phải ngồi trên ngai, có quân đội lớn, có vũ khí hoặc bom nguyên tử mới là vua. Do đó, Khổng Tử và Mặc Tử cũng là một loại vua, đó là ý của Huệ Án. Họ không cần phải có địa vị chính thức, không cần quân đội, tuy nhiên họ vẫn thuộc hàng vua chúa. Huệ Án ý nói chúa, cũng giống như chúng ta kính trọng Giêsu Kitô như là Đức Chúa. Nếu dịch từ tiếng Phạn sang tiếng Trung Hoa, chúng ta sẽ xưng tán Thích Ca Mâu Ni Phật là Chúa Thích Ca Mâu Ni. Trong đời của Ngài, Giêsu Kitô được đệ tử xưng tán là Chúa tôi. Khi Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế, đệ tử của Ngài cũng xưng tán Ngài là Chúa tôi, chủ nhân của tôi và sư phụ của tôi. Cho nên Huệ Án có ý nói, dù Khổng Tử và Mặc Tử không có quân đội, các ngài vẫn thuộc hàng vua chúa. Huệ Án tiếp tục thuyết, khi gặp các ngài, khắp thiên hạ không ai mà không muốn nhón chân dương cổ lên để nhìn các ngài. Mọi người ngắm nhìn mãi, không biết chán, thậm chí không muốn nháy mắt. Thêm vào đó,
Khi đã gặp các ngài, không có kẻ nam người nữ nào mà không muốn giúp đỡ, ủng hộ và kính trọng các ngài. Những cảm giác này phát xuất tự nhiên trong tâm. Tất cả mọi người trong thiên hạ đều muốn bái lại các ngài. Mọi người đều yêu mến các ngài đến độ sẵn sàng bảo vệ và làm mọi việc cho các ngài, thậm chí có thể hy sinh mạng sống cho các ngài. Huệ Án ý nói Khổng Tử và Mặc Tử đã thắng được tâm thiên hạ, không cần phải ngồi trên ngai vàng mới được mọi người thương mến. Nhiều người ngồi trên ngai vàng mà chẳng ai ưa, thậm chí còn bị nguyền rủa và lật đổ. Do đó, khi có ai ngồi trên ngai vàng và xưng vua, điều đó không có nghĩa mọi người sẽ thích họ. Ngược lại, Mặc Tử và Khổng Tử thậm chí không có một mảnh đất, không tài sản, không bá quan văn võ, không vũ khí, không gì cả. Tuy nhiên, ai gặp các ngài cũng thương mến và ủng hộ. Ai cũng muốn nhón chân, dương cổ để ngắm họ thật lâu càng tốt. Do đó Huệ Án nói, vì Đại Dương đã là vua một nước, nếu Đại Dương có được thần thông của Khổng Tử và Mặc Tử, Đại Dương thậm chí còn thông minh và đạo đức hơn cả các ngài nữa. Master Thanh Hải, vua thượng sư khai thị tại Tây Hồ Formosa vào ngày 15 tháng 10 năm 1995. Nguyên văn tiếng Trung Hoa, băng thâu hình số 502.